Phước xin mến chào cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay thì cái đoạn đường này là Phước đi từ Giá Rai đi về bên Vĩnh Thuận nha các bạn. Tại cầu Giá Rai đi về bên Vĩnh Thuận, cái đoạn đường này để Phước quay cho các bạn xem giờ nó phát triển tới đâu ha. Cũng hay lắm á các bạn ơi, rất là ngon lành á, ngon lành cành đào luôn á. Từ Giá Rai về Phát Sinh thì cái khúc này cũng là
gần lộ 19 rồi, là gần chợ 19 rồi các bạn. Ở đây khu vực này có nhà Yến nữa nè. Ôi cái nhà này đẹp quá, cái nhà Yến này quá đẹp. Ở dưới người ta ở, ở trên họ xây là hai tầng ở trên để mà nuôi Yến luôn. Đã quá. Ok cũng được á, kiểu này cũng ngon lành. Xã Phong Thạnh nha các bạn, xã Phong Thạnh. Ở đây chắc cũng gần nhà anh Ba Năng này. Thì Phước đi bằng xe bốn bánh ha. Thì Phước đi từ bây giờ Phước quay, tại vì buổi sáng là Phước đi từ Vĩnh Thuận qua Giá Gai thì trời nó mưa quá đi, thì cái cảnh mình quay nó không có đẹp, cho nên là mình về này Phước mới quay cho các bạn xem cái đường xá ở dưới vùng miền Tây này ha. Ở vùng Vĩnh Thuận qua Giá Gai mà mình đi cái đường cạnh đền nó qua ngã tư Pháp Phố Sinh, ngã tư Phố Sinh rồi xong đó mình mới tới là cái gì, mình mới tới là Giá Gai. Ok, Giá Gai Phước Long rồi đó các kiểu đó các bạn. Ok, phía trước mặt Phước đây là cái chợ 19 nè các bạn ơi. Đây phía đằng trước này là chợ 19 nha các bạn. Chợ 19 này thì cách mà Phố Sinh khoảng là có 7-8 cây số thôi các bạn ơi. 7-8 cây km thôi. Đây là chợ vô khu vực chợ rồi các bạn ơi. Cái chợ này gọi là chợ 19. Mùa bán cũng nhiều thứ đồ lắm á. Đây là chợ 19 nha các bạn. Mùa bán đủ thứ hết trơn tay. Phước thì Phước thích mấy cái chợ nhỏ như vậy nè các bạn. Thì bán nhiều đồ để mình xài trong nông thôn á các bạn. Người tình của tôi tan vỡ từ lâu rồi, tưởng không bao giờ còn nhớ, nhưng bỗng một hôm trên đường ra phố thì tôi gặp người yêu ngày nào. Đôi mắt u tư thật buồn, nàng nhìn tôi rồi quay mặt bước đi như không hề quen biết. Cùng đôi mắt này năm xưa lạc vào hồn tôi, trong những đêm không ngủ trong đèn nhìn khói thuốc bay. Em dĩ vãng đôi mình được dệt thành bao kỷ niệm từ khi mới quen nhau. Ôi đôi mắt người xưa bao lần khóc ướt vai tôi trong những đêm dần hờ. Ngày tháng êm trôi đường đời chia hai lối, bỗng một hôm có thiệp hồng báo tin vui, tin em lấy chồng. Khi về bên ấy em có nhớ người xưa không? Cái cầu này cái cầu tám quá, cầu này chắc của ông tám quá, ông này thứ tám ông tên quá đó, cho nên nó là ổng đầu tư cái cầu này cho nên đặt tên cầu tám quá. Mà cái bảng bên này
để mình đọc lại đúng không? Phải đúng không? Cầu Tấm Hoa. Tấm Hoa chứ không phải Tấm Hóa các bạn ơi. Tấm Hoa cái ông, cái người này chắc cái cô này là đại gia, là thứ tên Hoa mà thứ 8, cho nên người ta đặt cái cầu của tên cô đó, đại tài tài trợ cái tên cầu, cái tiền để xây cầu á các bạn, thì người ta đặt cái tên của cái người đó, thường thường là vậy á. Thầy Phước nói vậy không biết có đúng hay không ha. Ừ. Cầu Tám Hoa. Ồ, ở đây có cái công trình mình sửa xe vậy đó. Xin này nửa đoạn đường rồi. Thì ở đây cát ở đâu mà người ta đem về đây quá trời luôn à. Ở đây cầu vượt này chắc là quốc lộ Phụ Phụng Hiệp nè các bạn ơi. Không có vậy, ta thấy không, cầu kỳ rồi, người ta làm lớn hết sức chưa, ai mà chê cái Việt Nam mình đâu, cái miền Tây mình bây giờ ngon lành lắm á, cầu kỳ rồi, ngon lành lắm các bạn ơi. Đây là cầu Phúc Sinh 2. Ok, let's go. Ngon lần cành đào chưa? Ô đập này lên cao luôn á, 80. Mây hả bưởi? Đó, ok, bây giờ về đây ha. Thì Phước thắng lợi trên cầu để Phước quay phim cho các bạn xem nè ha. Ở đây là trên cầu Phát Sinh 2 ha. Phát Sinh 2 để Phước quay cái chợ, cái chợ Phát Sinh cho các bạn xem để thưởng thức biết cái cảnh cái chợ Phát Sinh, kêu bằng Phát Sinh chứ không phải là Phát Sinh, chợ Phát Sinh như thế nào ha. Đó, chợ Phát Sinh này các bạn, thì cái hướng này là đó, hai bên nó có hai con đường lộ nhỏ để mà mình chạy hai bên chợ nè các bạn. Thì ở đây là cái hướng mình đi ra Giá Gai ha. Đó,
Phước đi về là Phước phải đi vòng xuống dưới này để đi qua bên chợ nè các bạn, vòng xuống dưới chỗ mà nông cơ ngư nè, vòng xuống đây mình đi qua bên kia. Ở đây á, ở đây tại sao người ta gọi là Phó Sinh, là cái ngã tư Phó Sinh, thì ở đây nó có bốn ngã, cái con sông nó có bốn ngã, cho nên nó là mình một cái ngã về Cà Mau, một cái ngã về Kêu Bằng Phước Long, một cái ngã về bên Giá Gai, Cà Mau Phước Long Giá Gai gãy đâu nữa đó Phước không biết. Thì ok, bây giờ bên hướng này là cái nó đi về đâu đây Phước không biết, cái con sông này nó hướng về đâu nữa. Nói chung là Phước cũng không có gành cái khu vực dưới sông này lắm. Ok, bây giờ Phước để Phước chạy tiếp nha các bạn. Ồ, cái cảnh ở đây đẹp quá các bạn ơi, cảnh đẹp hết sức luôn á, các bạn thấy không? Ok, quá đẹp lắm. Thì bây giờ Phước quay tiếp nữa, đứng trên cầu một hồi sợ công an tới. Ok, bây giờ mình đi tiếp nữa các bạn ơi, let's go. Bạn ơi, bây giờ mình đi xuống dưới này ha. Mình quẹo tay phải, mình đi xuống chợ Phó Sinh, rồi mình mới qua cái cầu, mình đâm về hướng cạnh đền. Ok, ở đây ta tập kết, ta bán mít, bán đồ quá trời ở đây nè các bạn. Hướng vào chợ Phó Sinh. Đi hướng này mình đi ngang chợ để mình mua bánh chú chiên ăn, mình phái cái bánh chú chiên của mấy bà bán ở đây quá ngon quá đó. Tới đây mình quẹo rồi các bạn, quẹo xuống qua chợ, qua cái cầu đó. Đấy, chưa đi ngang cái chợ nè, bán đầy đủ quá, trái cây với chân rồi các bạn ơi. Chủ yếu là mình đi ngang chợ này để mình mua bánh chú chiên giống vậy chân á. Bà bán bánh chú chiên ở đâu rồi không biết. Thôi cô bán bánh đằng kia. Đây tới rồi các bạn ơi, bánh chú chiên đây. Mình mua bánh chuối một cái. Bán bánh chuối cô ơi. Cô lấy cho con hai cái bánh chú chiên đi. Dạ, bánh chuối, hai cái bánh chuối, hai bánh cam. Thôi tính cho chẳng 20.000 luôn đi cô ơi. Dạ. Yeah. Cái mình quẹo rồi các bạn ơi, quẹo tay phải tay trái, mình đi qua bên bên cầu rồi mình đi về cái hướng cạnh đền đó các bạn. Đó, coi như là ở đây chỗ này cầu kỳ nhiều lắm cho nên gọi là ngã tư Phố Sinh. Ở đây có bán dâu Tây Đà Lạt luôn nè, cherry Mỹ rồi đó, chữ dần quá. Mình quẹo về cái hướng này, mình đi về cái hướng mà ấy đó các bạn, cái hướng mà cạnh đền đó. À, ok, thì cái đoạn đường hồi nãy giờ Phước đi là được 16 cây số rồi các bạn ơi. 16 cây, trên bản đồ nó nói 15 cây nhưng mà mình thấy là nó 15.9 này, cũng như 16 cây.
đã hẹp rồi mà còn đậu xe tùm lum tá la ở đây nữa, trời ơi trời, khổ mấy người này quá, mấy người này không có kiến thức gì hết trơn. Chỗ chợ đã hẹp rồi còn đậu tùm lum. Ok, đây là xã Phước Long nha các bạn, ở Phước Thành xã Phước Long, ấp Phước Thành xã Phước Long, ấp Phước Thành xã Phước Long. Ôi, các bạn ơi, hồi nãy thì Phước mua bánh chuối chiên của cái bà bán bánh đó, chỗ đó là Phước có ghé mua lắm, vừa lái xe vừa đói bụng ha, ăn bánh chuối ngon quá các bạn ơi, mà rẻ tiền nữa. Phước mua một bọc như vậy á, ba cái bánh cam và ba cái bánh chuối chiên, rồi giá cả rất là rẻ các bạn ơi, chỉ có là nhiêu, chỉ có 20.000 thôi các bạn ơi, là khoảng $1 Canada thôi. Ngon quá, ngon lành luôn, cành đào luôn. Rồi sáng nay chắc là trưa nay chắc không ăn cơm, à ăn đồ ăn không khỏi ăn cơm, à khỏi ăn cơm mà còn cái trái này nữa các bạn ơi, cái trái lê kima vậy nè, trời cái trái này đã lắm á các bạn, lâu ngày hồi đó giờ mình về ít có thấy bán, mày hả bữa chết với Phước rồi, lâu ngày Phước không có thấy bán cái trái này, bây giờ Phước về Việt Nam, Phước đi vòng vòng Phước mới thấy ngon quá. Vừa lái xe vừa ăn như vậy là mới thú vị nè các bạn. Ngon quá. Đường xá cầu, cái cầu là chỉ qua được một chiếc xe thôi à các bạn ơi, không qua được hai chiếc nha. Vừa một chiếc xe thôi á. Phát triển nhà yến ở cái vùng này.
có thức ăn để cho yến nó ăn. Hay lắm á. Chỗ này cũng ok. Con kinh gạch ở trong đó nó có gió rồi nữa các bạn ơi, có cái gió mà người ta gió lưới á, gió cá. Lòng mừng rưng rưng mắt cười như giọt lệ rơi. Ok, bây giờ hát bài gì nữa đây? Giờ vừa lái xe vừa hát ha, cho nó đỡ buồn chán nha các bạn. Tôi trở về thăm em bao tháng năm miệt mài ở Canada. Trời ơi, đường nó dằn quá rồi. Hát không có tập trung nổi các bạn ơi. Dòng sông nước xanh năm nào ghi dấu ngày đôi mình đưa tiếng lời hẹn thề ước trao dấu xa nhau xin đừng phụ nhau chẳng còn sáng soi dòng sông em giữ bên lòng cho dù tháng năm dừng trôi nay người tình xưa đâu hiểu hắt ánh trăng buồn soi sông dâng bóng cô lái đò để buồn cho ai xót xa đầy vơi tìm hồi người quen cô lái đò vừa sang bến tình về nơi xứ người giàu sang gấm lụa xe nát tâm tư của một người ngại tìm nhớ thương người hơi ước mơ quay về câu đá vàng cùng hay gió mưa trong lòng nghe lành buồn tim người ơi thấu chăng hỡi cô lại đò sao đành lòng quên bỏ sông bỏ đò bỏ người tình xưa bước đi theo chồng để dòng sông náo nề lắng trôi để tình tôi lỡ làng ước mơ để dòng sông náo nề lắng trôi để tình tôi lỡ làng ước mơ. Ở đây thì những cái cầu nó hơi hẹp đó các bạn. Cầu này cũng lớn nè, cầu này lớn là có mấy cầu kia hẹp đó. Đây là cầu 9.000, 9 rồi 10, 11, 12 rồi vậy đó các bạn. Nhiều ngàn lắm. Mới đầu 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000, 11.000, 12.000. Dữ á. Nhiều ngàn lắm á. Ồ, mình ăn hai cái bánh chú chiên vô nó có dầu quá, nó bị ho các bạn ơi. Chú chiên này chiên dầu mỡ nhiều quá. Chú chiên phải có dầu rồi, nhưng mà phải lấy giấy mình lót mới được, cho nó nhiễu dầu ra. Dầu nó ứ ở trong đó mình ăn là nguy hiểm lắm. Phương ăn đây tới cạnh đền còn 7 cây nữa các bạn ơi. Các bạn có thấy cái văn hóa của Việt Nam mình bây giờ chưa, là các bạn thấy chưa, đây cái thùng rác màu vàng này các bạn, hai bên nè, hai bên đường họ để cái thùng rác màu vàng để cho người dân mình bỏ rác vô đừng có quăng dưới sông nữa đó các bạn. Phước thấy như vậy là cũng quá hay luôn á. Cái thùng rác màu vàng là Phước chạy chậm cho các bạn xem nè ha. Đó, có thùng rác người ta đàng hoàng á nha, chứ không phải giỡn đâu á, không có đùa được đâu. Thùng rác màu vàng đâu này kia các kiểu nữa ha.
ngon lành cành đào luôn á. Ở đây là cầu 10 ngàn, hồi nãy 9 ngàn, 10 ngàn đi xuống vậy đó, 10 ngàn rồi tới 11, 12 vậy đó. Thì đây qua bên cành đền chỉ còn có 7 cây số nữa thôi, tại vì nhà cũng gần. Hồi nãy Phước về là lúc hồi nãy là 10 giờ 11 giờ mấy, bây giờ được bây giờ 1 giờ mấy rồi, tiếng mấy rồi các bạn ơi, tại vì Phước dừng lại, Phước chụp hình quay phim rồi tùm lum các kiểu, cho nên nó hơi chậm, chứ mình đi thẳng luôn thì nó lẹ hơn. Về Việt Nam nhớ đi đổ xăng, mấy cây xăng có chữ phê này nha các bạn, có chữ phê mình mới đổ được mới tốt. Hồi nãy là Phước mới đổ xăng rồi đó các bạn. Ở đây thì mấy chiếc xe qua mặt với nhau thì cũng ớn lắm các bạn ơi, thấy không, có đường lộ hẹp mà, nhưng mà chạy riết rồi cũng quen rồi các bạn ơi. Mới về Việt Nam mình chạy nó thấy nó sợ, tại đường hẹp quá đó. Chạy từ từ các bạn, chạy từ từ các bạn quen à, không có gì hết trơn á, cứ việc trải nghiệm đi. Nhưng mà đặc biệt cái là ở Việt Nam mình đừng mua xe lớn các bạn ơi, mua xe nhỏ nhỏ thôi. Nếu mà các bạn mà để mua chạy cho gia đình rồi đi chơi thôi á, đi thay thế xe hai bánh á, thì các bạn nên mua những cái chiếc giống như là i10, Kia i10 đồ này kia đó, Morning Kia Morning i10 rồi đó, nó gọn, nó nhỏ thì mình chạy nó sướng các bạn ơi. Chứ như Honda City rồi nè, Corolla rồi này kia đừng có mua 7 chỗ. 7 chỗ là các bạn biết tại sao không? Thứ nhất á, là hai máy của nó 2.7 lận. 2.7 3 chấm không à. Thì như vậy á, thì mình chạy nó tốn xăng dữ lắm, không có tiền đổ xăng đâu các bạn ơi. Rồi cái nữa là nó đường lộ thì nó hẹp. Thấy không? Nó nhiều cái là khó ấy lắm. Nó nhiều cái mà bất tiện lắm. Thứ nhất là tiền đổ xăng nó đã hao rồi, máy lớn mà bắt buộc nó hao xăng hơn cái máy nhỏ rồi. Rồi cái thứ hai nữa là đường xá, cái mà đường xá thì nhỏ mà chiếc xe thì nó bự cồng kềnh quá, thì nó qua mặt với nhau nó rất là khó khăn. Cho nên các bạn hãy rút kinh nghiệm nha, mua xe đừng có mua loại lớn quá. Bây giờ lớn bạn chạy đi đâu, chở được bao nhiêu người, bạn nghĩ là bạn giờ như Phước này, Phước đi một mình Phước nè, thấy không, mình đi thay thế xe hai bánh thôi, mình mua xe nhỏ thôi, đừng nên mua xe bự. Thì Phước đã lúc đó là Phước đã dự định rồi, thì Phước có tư vấn với ông anh, thì ông anh không mua chiếc xe này Honda City, thì ông anh cũng chịu ok, thì chiếc này cũng gọn, mình đi máy có 1.5 mà đỡ hao xăng lắm các bạn đó. Thì đó bở vậy, còn như mua mấy chiếc xe bự ở phía trước mặt mình nè, nó chạy nè, thôi mấy chuyện này thôi đi chứ, thấy không, bề ngang nó bự hết biết luôn, chạy thì thôi nó hao xăng hao dầu dữ lắm. Mà xe Ford nữa, mà xe Ford thì Phước không có thích rồi, của hãng Mỹ nè, Phước không thích rồi, nó dở hơn thằng Nhật, nó không, cái độ bền nó không bằng của Nhật ngon hơn. Ok, đây có các bạn chỉ dẫn là cạnh đền là đi thẳng. Ok, vậy là mình đi thẳng không có quẹo. Ủa này, tại sao quẹo ở đây ta? Mình phải quẹo chứ. Thank you.
dân quân. Cầu dân quân à, ở đây là cái cầu dân quân nha các bạn. Cầu dân quân mình phải quẹo cái cầu dân quân này nữa mình mới về được. Cầu dân quân này rồi xong rồi mình mới qua thêm cái cầu cạnh đền nữa thì coi như là mình tới hai cái cầu luôn các bạn ơi. Cái đường đi qua ngã tư Phố Sinh này là mình phải qua hai cái cầu. Mình qua cái cầu này nha các bạn. Cái cầu này mình qua thì mình đi về hướng Vĩnh Thuận nha. Qua cầu này mới về Vĩnh Thuận. Đó. Tôm giống Hoàng Kiệt, mình chạy theo chiếc xe tôm giống Hoàng Kiệt này nè. Đó. Lên đi sợ hai chiếc lên nó nguy hiểm phải không? Hai chiếc lên một lượt mình sợ nó sập cầu chứ không gì chứ. Cái cầu nó thấy nó nhỏ nhỏ mỏng manh quá. Ok, bây giờ bắt đầu mình sẽ quẹo về hướng bên tay phải này, mình đi về hướng Vĩnh Thuận nha các bạn. Về Vĩnh Thuận là cũng ngon lành lắm rồi các bạn ơi, xe hơi chạy được là thấy các bạn thấy ok rồi đó, quá đã luôn. Ở đây là ngay chân chợ này là gọi là chợ Canh Đền này các bạn ơi. Chợ Canh Đền hồi xưa đó, ở đây có ủy ban trụ sở xã đây. Hiện tại thì ở đây là họ đang làm cái cầu thi công, đang thi công để cắt bắt cái cầu bự lên. Cái cầu mình đang đi này nó nhỏ quá, người ta làm tạm để cho mình đi qua lại thôi. Chứ cái cầu bự này mới đã nè. Họ đang thi công công nhân nó đang làm. Công trình đang thi công đi chậm, đừng có đi lẹ quá không có được đâu. À, thì đây về Vĩnh Thuận thì còn mấy cây số nữa thôi à, gần lắm các bạn ơi. Ok, let's go. Thì khúc lộ này còn hơi dở quá nè, cái nào dở thì mình chê, cái nào tốt thì mình khen, cái nào đáng khen thì mình khen nha các bạn. Cái lộ khúc này còn thôi dở nè, không biết xây cầu xong họ có làm luôn hay không mình không biết. Đó.
bạn ơi, gần tới chợ Vĩnh Thuận rồi các bạn ơi. Ở đây là cống sáu lô. Cống sáu lô là coi như là ông hồi đó bác Sáu ở phía bên tay phải nè, ở dưới nhà đây có nhà máy nè là bác Sáu lô ha, cho nên đặt là cống sáu lô. Ok, thì nhà bạn mình nhàn thì nó ở đây nè, cống sáu lô. Hay thế. Rồi gần tới chợ Vĩnh Thuận rồi các bạn ơi. Đây nè, tới chợ Vĩnh Thuận rồi các bạn ơi. Đây là khu vực kiểu mà đây có cái karaoke này cũng lớn nè. Karaoke này cũng hoành tráng quá. Ở đây có Quỳnh Diệu ở đây nè, Quỳnh Diệu điện thoại đi dời qua đây rồi ha. Phía trước mặt của Phước đây là bưu điện nè các bạn. Thì phía bên trên đó là cái cầu cầu sắt ha. Mình quẹo qua hướng này đó. Cái hướng kia là đi về dàm chất băng. Dòng lên đây mình vòng qua chợ Vĩnh Thuận nha các bạn. Ok, thì bây giờ mình điện thoại coi bà chị mình có nấu, ai có nấu cơm. Bây giờ mình gà đi, ăn cơm gà đi, bữa nay ăn cơm gà ghé nhà của mấy bà chị mình kiếm cơm mình ăn thôi. Chắc không cần phải điện thoại đâu, giờ này là 2 giờ hả ta, 2 giờ chiều rồi. Ok, để mình ghé thử còn cơm gì mình để mình ăn không. Ok, đây là qua cầu Vĩnh Thuận nè các bạn ơi. Cái cầu này cầu Vĩnh Thuận nha. Cái hướng kia trước mặt mình đó là đi về, đi về Cà Mau, còn cái hướng này đi về Gạch Giá nha các bạn. Qua cầu này mình chạy thẳng là đi về Gạch Giá. Đó, nó vậy đó. Dòng xuống đây là huyện Vĩnh Thuận 2022 nha các bạn. Các bạn ở trên đó, huyện Vĩnh Thuận 2022 đó. Tới rồi các bạn ơi, tới chợ Vĩnh Thuận rồi. Hiện giờ tới đây là bao nhiêu giờ rồi? 2 giờ. Thì hồi nãy mình bên kia là 12 giờ, 12 giờ mấy. Mình về bên đây cũng lòng vòng, mình đi gà ghê, cà kê cái dây ngỗng thì nó cũng hơi ấy nha chút, nó cũng hơi lâu. Thì nếu mình chạy thẳng luôn thì chắc khoảng tiếng mấy rồi các bạn ơi. Các bạn ơi, Phước đến chợ Vĩnh Thuận rồi. Bây giờ Phước xin kết thúc video tại đây. Chúc cô chú anh chị và các bạn luôn vui vẻ, nhiều sức khỏe. Nhớ ủng hộ Phước bằng cách bấm vào ngón tay like ha các bạn, và bấm vào nút đăng ký đỏ đỏ đó nếu bạn nào chưa đăng ký, và bấm bật chuông thông báo nữa để cập nhật video tiếp theo của Phước nha. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Ok, bye bye.